Dạ, xin kính chào cô chú bác anh chị em mình đang theo dõi kênh thầy Vũ Thuốc Nam nha. Lâu quá sức lâu rồi, hôm nay mình không có làm một cái bài chia sẻ nào hết. Tại vì cái kênh của mình nó cũng đang có sự cố, cái anh YouTube này ảnh đang kêu mình xác định cái danh tánh mà mình không có hay, thì cái ảnh mình chưa có làm kịp, cái ảnh ảnh khóa cái tính năng kiếm tiền của mình không có cho chạy quảng cáo nữa. Thì hôm gài nói chung đầu năm công chuyện nó cũng lu bu, thành ra chưa có làm clip được. Thì bữa nay thì chắc nhờ em quản lý kênh đó coi sóc lại, chắc đăng ký lại xác định cái khi mình định danh đó, để khi lãnh tiền thì bên Mỹ nó gửi về rồi mình mới lại bưu điện mình nhận. Thì bữa nay làm clip chia sẻ ha, thì cũng có mấy vấn đề mình cũng chia sẻ với các bạn. Thì ở đây nhà thuốc mình đó, thứ nhất là làm từ thiện, thì tạo phước từ thiện, rồi mình cũng muốn làm clip chia sẻ những cái hoạt động nè, rồi đi lấy thuốc hút thuốc, rồi chia sẻ những cái bài thuốc kinh nghiệm. Thì các bạn nói chung là mình chủ yếu là nhà thuốc mình đó là hỗ trợ phục vụ bà con là tại chỗ thôi. Ở xa các bạn không tới được thì các bạn để lại địa chỉ ha. Ví dụ như là mình nói cái người bệnh tên gì, bệnh gì nha, rồi địa chỉ cụ thể để mình gửi thuốc mình hỗ trợ nha. Chứ nhiều bạn kêu là anh ơi giúp tôi này, thầy ơi giúp tôi này kia, mà mình không có nói rõ là làm sao mà hỗ trợ ha. Thì ở đây mình cũng chia sẻ với các bạn ha, là cái nhà thuốc mình á, thì làm từ thiện, các bạn nhờ giúp đỡ thì các bạn cứ cứ để tin nhắn lại, hạn chế điện thoại nha. Tại vì mình cho số điện thoại nhưng mà các bạn điện nhiều khi mình không có trả lời máy được, tại vì mình là đi dạy học. Nghe điện thoại nhiều là bị người ta ghi nhận là không có được ha. Cho nên là với công việc mình cũng rất là bận ha, bạn biết vừa đi dạy học công việc hồ sơ sổ sách nó nhiều lắm, rồi vừa đi kiếm thuốc, đi xin thuốc ngoại giao chỗ này chỗ kia, mình phải lái xe tải để đi xin thuốc, cái nhân lực nhà thuốc không có nhiều, mà thành ra nhiều khi có những cái tin nhắn của các bạn mình chỉ bấm lên mình xem được thôi chứ không có tay chân để trả lời nữa, thì các bạn thông cảm ha. Thì hữu duyên á, thì các bạn xem được cái kênh của mình thì cái lượng xem tuy rằng nó không có nhiều so với các cái kênh ăn uống này nọ kia, du lịch này kia ha, thì thường là vậy đó. Có những cái gì vui, cái gì háo hức thì người ta quan tâm nhiều, còn chỉ bệnh hoạn thuốc men này nọ kia thì cái kênh mình làm sao không có được ai dìu dắt thì nó không có được phát triển mấy. Nhưng mà nói chung mình không có lấy đó mình buồn đâu, tại vì mình làm kênh là để chia sẻ cho người cần, mà hữu duyên cần thì mới thấy được, còn chưa cần tới thì chưa thấy đó. Thì ở đây mình chia sẻ với các bạn á, mình làm clip thì để chia sẻ những cái bài thuốc hay, thì ở xa các bạn không tới được thì các bạn coi cái bài nào mình ứng dụng được á thì mình ứng dụng ha. Mình ghi to mình lại tiệm thuốc Bắc mình mua, hay tiệm thuốc Nam mình xin, còn đối đế không được á thì các bạn cứ kết bạn Zalo nha, để lại thông tin của cái người bệnh hay rồi gửi thuốc gửi cho ai số điện thoại địa chỉ cụ thể mình mới dặn đơn gửi bưu điện được. Tuy nhiên mình nói là ở xa là mình không ưu tiên hỗ trợ các bạn được nha, chỉ khi nào nhà thuốc là mình làm tại chỗ mà như thời gian mình mới hỗ trợ ở xa được, thì các bạn không cần phải hỏi là được hay không được nha. Mình làm clip bữa nay mình nói rõ
còn thuốc của mình đó là không có bán nha. À, mình đi kiếm thuốc về á, nữa là mình đi kiếm thuốc về là những vị thuốc đó là mình để hốt cho bà con, chứ mình không có phải kiếm thuốc về để cho theo yêu cầu người này xin món này người kia xin món kia á, mình không phải là nhà cung cấp thuốc nha. Thì có nhiều bạn nhắn tin tới hỏi mua thuốc nha, với mình chia sẻ các cái bệnh đó, thì mình nói rõ với các bạn là mình chia sẻ lên trên đây để cho nhiều bà con cô bác không có điều kiện tới nhà thuốc đó, thì ghi to đó lại, áp dụng được cái nào áp dụng, không được thì gửi tin nhắn vô Zalo để đó chờ mình xem rồi mình sắp xếp mình hỗ trợ sau nha. Chứ còn điện tới hỏi mua hỏi có bán hay không là mình sẽ trả lời không nha. Tại vì mình làm thuốc nam từ thiện, mình đã nói rõ là mình không có bán với mọi hình thức ha. Thuốc mình hút miễn phí, hỗ trợ bà con miễn phí, không có bán. Còn người nào mà hỏi có bán hay không, với thêm cái nữa là có một số bạn là điện tới nhắn tin tới hỏi cái chữa bệnh bệnh này bệnh nọ bệnh kia có chữa được hay không ha. Nói chung nếu mà các bạn hỏi như vậy thì Vũ sẽ trả lời là không, không chữa được. Tại vì mình các bạn chưa có biết mình là ai, hỏi vậy là các bạn chưa biết mình là ai chứ, chưa biết khả năng mình tới đâu chứ, thì tức là không có tín nhiệm, không có tin tưởng thầy thuốc. Không có xem kênh mình, những cái gì mình chia sẻ được chia sẻ trên kênh đó là những cái bài thuốc kinh nghiệm của mình đó, mình theo dõi, mình có bệnh liên quan tới cái đó, tức mình chia sẻ cái đó là mình chữa được bệnh đó nha. Mình không có khoe tài, mà các bạn đã xem rồi các bạn còn hỏi tôi bệnh này bệnh nọ bệnh kia chữa được hay không á, thì nếu mà hỏi chữa được hay không là Vũ sẽ trả lời là không. Lý do là các bạn không có lòng tin, không có lòng tin mà chả biết cái năng lực của mình tới đâu nữa thì các bạn còn mơ hồ lắm. Thì những người đó thì uống thuốc đó, thì theo như mình đó thì người ta nói có tay phục vụ, chứ thực ra là những cái người thầy mà có được tín nhiệm có hốt nhiều năm đó, là có cái lời đồn ví dụ ông thầy đã chữa được bệnh đó hay lắm này coi, thì các bạn nghe lời đồn vậy thì các bạn đã đáp ứng được đó là 50% rồi. Có niềm tin là mình kiên trì mình uống thuốc mình mới mới hết bệnh, như thuốc nam chứ nó đâu phải thuốc tây, các bạn uống vô là mình đòi hỏi uống vô phải hết liền, nó tùy cơ địa của mỗi người. Có người thì ví dụ uống 7 tháng là hết à, ví dụ như mình chữa sỏi mặt đi, sỏi mặt rất là tây y chữa không được, rất là khó chữa, nhưng mà sỏi mặt á là mình uống ví dụ dưới 8 ly rồi, ví dụ là khoảng nếu mà tin tưởng thì là uống khoảng 7 tháng là hết à, sỏi mặt á. Là tuy nhiên cũng có người là cái những cái dạng sỏi sỏi thận này kia đó, những các mô nát sỏi cứng thì phải uống lâu hơn nhiều hơn nó mới hết, ví dụ nhiều bệnh khác hay gan hay thận hay gì đó tùy cơ địa. Nhưng số bạn là ở xa là cũng có nhờ một số trường hợp là ung thư này kia đó, các bạn có bệnh thầy chơi bác sĩ chạy rồi đó, mà ở xa quá Vũ không có xem mạch được, không biết gỡ từ cách nào ha. Thì những cái gì Vũ chia sẻ đó thì các bạn có áp dụng được, các bạn có áp dụng. Thì giai đoạn muộn quá rồi, giờ không không có sâu sát được tình hình là Vũ không có dám hốt ha. Những cái bệnh phức tạp, ví dụ như hốt được thì không nói gì, mà thường những cái bệnh mà thầy chơi bác sĩ chạy giai đoạn cuối rồi, các cái công năng tạng phủ nó hư hoại hết rồi, cũng khó mà cứu lắm. Vũ hỗ trợ thì cũng được ha, nhưng mà xa quá nhiều khi hỗ trợ thuốc lỡ uống vô có gì cái các bạn quay ngang, các bạn đổ thừa nó thầy đó không hốt thuốc gửi cho ba tôi hay người thân tôi uống chết queo này nọ kia, cái lu bu mình lắm ha. Tại vì những bệnh nặng thì mình các bạn hãy tìm những cái người thầy ở xung quanh mình đó, người nào giỏi thì mình tới, còn không được nó hết thuốc chữa còn nước còn tát thì các bạn coi cái kênh mình chia sẻ nó, thì các bạn hốt thử than hay than về những cái bệnh nào liên quan đó các bạn uống thử coi nó đáp ứng thì mình uống tiếp, không uống thì mình tìm cách khác đó. Với một số bạn thì thường cho số điện thoại cứ điện liên tục, mà mình thường dạy mình không có thời gian trả lời máy, với các bạn điện nhiều, bạn điện mà mình đang dạy mình tắt máy mà cứ điện hoài, mà nếu mình khóa máy luôn thì không được nha. Có thông tin cần cái cần liên hệ hay là người ta gửi tin nhắn không được, nó cũng khó. Rồi nhiều bạn hỏi địa chỉ mình ở đâu này nọ kia thế, thì hiện nay mình đã ở trên Google Maps, mình đã nhờ người quen đăng ký cái địa chỉ Google Maps của mình là nhà thuốc thầy Vũ. Đây các bạn bấm vô Google Maps, các bạn tìm nhà thuốc thầy Vũ ở khu vực là Nhà Bàn, tỉnh Biên, tỉnh An Giang nha. Mình là ở khóm Trà Sư.
thì các bạn ở xa đó, ví dụ như lân cận thì các bạn biết An Giang, thì các bạn biết thành phố Long Xuyên, thì đi lên Châu Đốc. Châu Đốc thì vô núi Sam làm chỗ miễu bà chủ xứ núi Sam đó, thì vô tới nhà bàn là có miễu bà Mớp nữa. Miễu bà Mớp thì hiện nay nó cũng nổi tiếng giống như miễu bà chủ xứ núi Sam vậy đó. Thì các bạn đi vô tới miễu bà Mớp thì các bạn chạy lên tới chợ nhà bàn, thì các bạn hỏi nhà thuốc thầy Vũ đâu, người ta chỉ là đi à, tại vì nhà mình có cái đường hẻm lên trên núi Trà Sư nha. Thì còn không các bạn cứ bấm vô cái Zalo mình cũng có chia sẻ, Facebook mình cũng có chia sẻ, là cái địa chỉ nhà thuốc mình á, là Google Maps nó sẽ chỉ đường đi luôn. Các bạn vô Google Maps rồi các bạn bấm vô cái chỗ đường đi á, thì nó sẽ chỉ với các bạn đi à, nó chỉ tới chỗ luôn. Nó chỉ thường nó chỉ là nó chỉ cái đường xe du lịch hay xe bốn bánh đi ha, là đi tới Phước Long Viện rồi quẹo trái rồi đi qua Hòa Long, tới chùa Hòa Long thì nhà thuốc mình là đối diện trước sân cửa chùa, sân chùa đó ha. Đó thì mình tìm tới đó rồi mình hút thuốc. Mà mình luôn các bạn lưu ý ha, một số bạn đi nghe mấy ngày thứ là cũng hơi khó cho mình đó. Ví dụ sáng mình dậy tiết 5, chiều tiết 1, chưa về mình tắm cái mình ăn cơm là đi dạy nữa rồi. Nhiều bạn nghe sao đó cái đầu đi tới mấy ngày thường là có số trường hợp mà mình phục vụ được, số trường hợp là phục vụ không có được các bạn. Tại vì các bạn tới là phải tới ngày chủ nhật, mình hút thuốc ngày chủ nhật thôi. Còn các ngày khác á, mình cũng có nhiều khi cũng có giờ rảnh chứ không phải không có giờ rảnh. Nhưng mà phải hẹn trước mới được, mình chấp nhận mới được ha. Còn nhiều khi mình đi lấy thuốc trên núi hay là mình lên đất của mình trồng thuốc, mình săn sóc thuốc, mình coi ba cái thuốc, ba cái xạ đen này nọ kia đồ á, mình trồng thuốc, mình coi thuốc hay mình dọn cây dọn cỏ này kia đồ cho nó chống chảy đó, để mình chăn hu ba cái thuốc nam của mình, để sau này có thuốc mà hốt. Ví dụ mình đi sưu tầm thuốc về, anh em gửi giống thuốc này nọ kia rồi mình trồng, mình bảo tồn nhiều cái giống thuốc quý đấy ha. Bây giờ mình phải chuẩn bị cho mai sau thôi đó. Thì cái ngày thường mình nó cũng rất là bận ha các bạn. Thì mình tóm lại mình nhắc lại ha, thì cái ví dụ các bạn muốn hỗ trợ thì các bạn cái điều kiện là bạn kết bạn Zalo với mình bằng số điện thoại là 0916 475 123 đó. Thì kết bạn Zalo bạn để lại lời nhắn, các bạn một là các bạn tới được nhà thuốc thì ngày chủ nhật các bạn tới theo địa chỉ mình nói đó ha, ở chợ Nhà Bàn, tới chợ Nhà Bàn thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tới chợ Nhà Bàn các bạn hỏi người ta đường lên nhà thuốc Thầy Vũ là đi đường nào, còn không thì vô Google Map các bạn bấm là nhà thuốc Thầy Vũ thì nó nổi vô, bấm vô đường đi các bạn tới. Thứ hai nữa là ở đây là các bạn ở xa không tới được thì nhờ hỗ trợ để địa chỉ cụ thể, nói với cái người bệnh gì đó. Rồi tuy nhiên ở đây mình nói trước luôn là mình không có, không phải các bạn đăng ký, các bạn mà đăng ký bao nhiêu người là Vũ sẽ hỗ trợ hết nhiều người nha. Ở đây mình không có làm online các bạn, nhiều người điện tới kêu tư vấn đã mình không có thời gian, mình mới chia sẻ lên YouTube để các bạn theo dõi, để các bạn áp dụng. Mình phục vụ tại chỗ là đôi khi còn không kịp thời cho bà con người ta nữa, ngày chủ nhật hốt nhiều khi không kịp, hốt qua mấy ngày khác hốt không hết bà con nữa. Chứ không phải là mình ở không, mình không có chuyện làm, mình lên mạng mình chia sẻ để mà mình kiếm đường, mình gửi thuốc, mình bán thuốc, mình kiếm tiền nha. Ở đây mình chia sẻ lên trên mạng là các bạn lưu ý là mình không có phải lên chia sẻ lên trên mạng là để mình bán thuốc hay là để kiếm mối làm ăn này nọ kia ha. Thuốc mình hút từ thiện miễn phí. Rồi cái ngày hút thuốc á, tuy nhiên á là bà con muốn hùng mua thuốc đó, bao nhiêu thì hùng tại chỗ đó, mình mua tại chỗ trước mặt bà con đó. Còn thuốc men là không có nói vấn đề là một thang bao nhiêu tiền hết trơn, là hoàn toàn miễn phí ha. Rồi thứ hai nữa là các bạn có người nhà có bệnh đó, thì các bạn xem các clip mình, theo dõi các clip mình chia sẻ đó, cái bệnh nào mình chia sẻ được thì mình chữa được ha. Còn nếu mà các bạn nhắn tới mà các bạn hỏi anh ơi bệnh này, thầy ơi bệnh này chữa được hay không thì mình sẽ trả lời không ha. Thì ở đây mình nói là nếu mình đã tín nhiệm, mình theo dõi, mình thấy cái năng lực mình làm được thì các bạn giờ thì mình giúp, tin tưởng tín nhiệm mình giúp. Còn họ thấy mà nghi ngờ thì mình đi kiếm thầy thì nào giỏi hơn á, chứ hỏi đừng hỏi mình là chữa được hay không ha. Rồi cái nữa là cái đường đi thì các bạn đừng điện hỏi đường đi này kia nữa, tới ngày hôm phút rồi các bạn cứ điện hỏi liên tục. Thì vô Google Map á, các bạn cứ bấm nhà thuốc Thầy Vũ
hoặc là vô Zalo, các bạn Zalo mình á, xem có đoạn mình có chia sẻ cái đường đi trên Google Maps đó, còn bấm vô đó, bấm vô link đó tìm thôi chứ có gì đâu ha. Thì nói chung năm mới này cái công việc á, của nhà thú nó cũng khá là bận ha. Mình sẽ đưa ra nhiều cái mục tiêu làm kinh tế phụ để lo cho anh em có cái đồng ngân để mà anh em bám nghề theo mình để mới tiếp bà con được. Thứ hai nữa là phải song song đó là phải trồng thuốc, có nghĩa là trồng thuốc để bảo tồn thuốc, rồi đi sưu tầm thuốc để có thuốc hút cho bà con. Cái công việc nó rất là nhiều, nhân lực thì nó mai một á. Tết này là nhân lực nhà thuốc là giảm hết 3 người thường trực rồi ha, cũng còn một vài anh em lắp ghép thôi. Còn đa số là tới ngày hút thuốc thì có mấy huynh đệ, mười mấy huynh đệ là tới cộng sự tới giúp ha. Thì người này đi thì người khác tới, thì nhưng mà nhân lực sát cánh bên mình là giảm hết 3 người. Thành ra có những cái là mình muốn giúp hết thảy tất cả bà con ha, nhưng mà lực bắt tòng tâm sức mình không có đủ ha. Thì mình còn lo chén cơm mình áo, lo nồi cơm đi dạy học để có đồng lương để mà lo cho con cái ăn học nữa. Con gái lớn mình thì năm sau vô đại học rồi, còn gái nhỏ thì năm sau lên lớp 6 ha. Thì nói chung cái công việc nó cũng rất là nhiều. Thì nói chung là mình chỉ tranh thủ một tuần giúp bà con là ngày chủ nhật là chính thôi, còn các ngày còn lại thì nó còn nhiều công việc rất là bề bộn đó. Thì cũng chia sẻ với các bạn là đầu năm thì chia sẻ với các bạn là cái công việc nó cũng có nhiều cái khó khăn như vậy đó ha. Thì nói chung mình cũng học hỏi những vị thầy đi trước thôi, mình không có tài ba gì hết á. Cái kinh nghiệm chữa bệnh của các vị thầy tổ đi trước thì truyền lại cho mình, thì mình theo đó tâm nguyện đó mà làm thiện để giúp bà con ha xa gần. Tuy nhiên là ở đây các bạn cố gắng tới nhà thuốc, có số trường hợp bệnh nặng quá mà qua ở xa thì hỗ trợ thì mình thực sự mà nói là khó có dám hỗ trợ các bạn được lắm. Thì các bạn chịu khó tới để coi mạch ha. Coi mạch thì mình gia giảm, nói chung thuốc đó, nó là một chuyện, còn gia giảm dở hay là gia giảm tại thầy nữa ha. Người ta nói tay phục dược này nọ kia, chứ người thầy ta nhìn ta biết là nhiều bệnh như vậy thì gỡ cái bệnh nào trước. Rồi không phải cái bài thuốc là hay thuốc mạnh thuốc mắc tiền là chữa được hết bệnh nha. Thuốc nó không có chữa được bệnh, mà chỉ có người thầy thuốc dùng thuốc để chữa bệnh, cái kinh nghiệm dùng thuốc để chữa bệnh, chứ không phải là thuốc để thuốc hay mà chữa được bệnh dữ đâu. Có những cái bài thuốc cả triệu bạc, thậm chí dù mình chữa xương khớp nè, có nhiều người uống những cái bài thuốc cả triệu bạc không thang, nhưng mà cuối cùng rồi đỡ được thời gian rồi cũng tái lại à. Nhưng mà có nhiều người thì uống thang thuốc mình không tốn đồng nào cả, uống 7 thang 14 thang lại hết bệnh đó. Có nhiều cái rất là khó ha, khó nói lắm. Cho nên không phải là đau to búa lớn mà làm được chuyện ha. Thì nhưng mà mình phải cố gắng tới nhà thuốc một lần các bạn ơi. Ví dụ như tiểu đường cũng vậy, tiểu đường mình điều trị hiệu quả đó, dù ai tin mình 10 người thì có thể chữa được 10 người, còn không tin thì ví dụ 10 người được 5 người thôi. Thì cái cách tiểu đường chữa tiểu đường của mình cũng vậy, nó không phải mà đưa thuốc vô để hạ đường mà mình sửa lá lách lại, lá lách nó phục hồi thì tự nó điều hòa đường lên á. Ví dụ mình đi săn sóc thuốc mình bằng cỏ nhổ cỏ này nọ kia trong thuốc này kia, công chuyện cũng rất là bận ha. Thì thôi thì cũng làm clip lại thì mình sẽ chia sẻ cái một số cái trăn trở, cái đường đi và số cái lưu ý đối với bà con ở xa gần ha. Thì trước khi dứt lại thì kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn thành công ha, được nhiều cái thuận lợi trong cái cuộc sống ha, làm ăn khấm khá, tiền bạc nói chung là cũng có đủ chi tiêu cũng vĩnh ha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thầy Chủ Thuốc Nam để mình có thêm chi phí đi sưu tầm thuốc hỗ trợ bà con ha. Dứt lời thì kính chào các bạn ơi.